Kính chào tất cả quý vị, kính thưa các niên trưởng, tất cả quý bạn. Tôi khoa mục 68, tôi xin phát biểu một lời cảm tưởng mà thôi, là bởi vì tôi rất là cảm động được tham dự hôm nay, là cái cơ hội để cảm ơn bề trên, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các niên trưởng và cảm ơn tất cả quý bạn, là bởi vì cho tôi hôm nay được nung lại, nhớ lại cái tinh thần sĩ quan Thủ Đức, cái tinh thần cư an tư duy, cái tinh thần mà chúng tôi vẫn hát rằng là trong gió chiều về trong tiếng tiêu, bóng ai còn in trên đường về. Thưa quý bạn, bóng ai đây là ai như vậy? Là bóng của tôi, là bóng của sĩ quan, là bóng của các binh sĩ, là bóng của các quân nhân, là bóng của những người bảo vệ Tổ quốc. Chính cái bóng đó đã còn nung nấu trong lòng tôi, và tôi nhớ lại cái tinh thần đó, cái tinh thần Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm vẫn còn ở trong tôi. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có dịp này. Thành đạt cảm ơn Rochen và veteran ở Saint Cloud. Cảm ơn quý vị nhân trưởng, quý vị huynh trưởng, quý chiến hữu, quý anh, quý chị Bảo Thị Diệu Quý đến tham dự hôm nay. Tôi xuất thân trường Thủ Đức, trước là tôi là công chức thể thao giáo dục, là ở thanh niên phó tây và kiêm trưởng chi thanh niên thể thao giáo dục ở thành nhì. Sau động viên khoa 4, thẳng dư khoa 4, tôi đi khoa 2, ra trường thủ khoa Hoa 68, được Bộ Chỉ huy cảnh tuyển chọn, tôi số thứ 13, trong lúc lấy 45 người có cử nhân lục, tôi số 13 được học trường cảnh 6 tháng. Sau ra phục vụ Phú Quốc, tôi làm quyền đại đội trưởng đại đội D8, ở Phú Quốc là trại giam tù binh Trung ương. Sau tôi hết đó khoảng 1 năm trở về Đà Nẵng, tôi làm pháo đầu, sau 2 tháng tôi làm trưởng đầu đến nhà Đức Phim, và lên giải quyết được là trung tướng tôn trưởng gắn tôi vì phong xong ở đó là cấp số A của A quý bác. Và cũng xin quý vị, lâu nay có những cái việc mà anh em mình không vui nhau, không thích cá nhân nhau, nhưng cái tập thể nhau đến là mừng lắm rồi. Hy vọng rằng một dịp khác quý anh chị cũng như tất cả quý vị có mặt một lần nữa, một lần để ghi ơn 58 đồng quân chết ở Việt Nam và ngóc 3 triệu quân dân công chính cũng vì lá cờ mặt cờ sắc áo này. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe. Xin hết. Cảm ơn đại úy Thăng. Có một vị quan khách đặc biệt cũng là người quân nhân và cái hội lớn hơn hội Thủ Đức nữa, tức là cựu quân nhân toàn địa bàn. Và tôi xin mời ông chủ tịch cựu quân nhân toàn địa bàn mời lên đây giúp phát biểu một bài giảng của ông chủ tịch. Thưa quý vị, đây là ông chủ tịch hội cựu quân nhân Minnesota. Tôi thật là bất ngờ khi mà nghe anh thầy gọi em, thì thực ra tôi cũng có cái ý để lên đây thưa chuyện với quý vị. Đến đây thì thực sự ra là đến với hội Thủ Đức, bởi vì tôi cũng là người hội Thủ Đức. Nhưng mà có một cái vui sướng với tôi là hôm nay tôi đến, tôi đã nhìn thấy rất nhiều huynh trưởng của tôi, mà tôi rất là làm hãnh diện là đàn em của các huynh trưởng của tôi, ví dụ như đại tá Thái Kình, đại tá Hiệu, có nhiều lắm rồi. Nhưng mà tôi lại có một cái đặc biệt nữa là tôi lại gặp được một anh, và anh ấy xin là anh ấy là khóa cuối cùng của Thủ Đức. Quý đấy nha, của quý đấy nha, anh còn ngồi đây không? Đây, lên đây em, lên đây. Đây là cậu em út của chúng ta. À, tôi vừa mới nghe lóm được là cậu ấy, đúng không em? Đây là cậu em út của chúng ta. À, thì đứng đây với anh. Đứng đây để ông gặp các anh nhé. Thưa thưa ngài, là tôi rất là cảm động khi nhìn thấy là các vị huynh trưởng của cả cậu em út ở đây nữa. Em út thì chắc bây giờ chắc cũng có cháu nội cháu ngoại rồi. Tôi cũng lại đặc biệt nhớ ra một câu nói rằng người lính già không bao giờ chết, vô sở đời đều mà đòi. Thực sự ra
nhiệm của người quân nhân ở trên vai của chúng ta. Trách nhiệm quân nhân của chúng ta ở trên vai là thù nhà và đấm nước. Ở đây có rất nhiều người có thù nhà như bác Hạnh này này, và còn nhiều người có thù nhà nữa, và cũng có nhiều người có nợ nước. Tất cả chúng ta đều có nợ nước hay cả mà chưa ai trả được. Nhìn lại những người mà đã chết của chúng ta trước đây, biết bao nhiêu triệu người đã chết để bảo vệ cái miền Nam thân yêu, để bảo vệ cái tổ quốc thân yêu của chúng ta, thì chúng ta chưa trả được cái nợ. Thưa quý vị, và chúng tôi chưa trả nợ. Sau bao nhiêu năm xung quanh qua đây, riêng cá nhân tôi ngày hôm nay sắp sửa về hưu rồi, tôi nhìn lại cái quãng đời của tôi cảm thấy tôi có nhiều việc phải làm hơn là thời trước nữa, để trả cái nợ đỡ nước, trả cái thù nhà. Bố tôi cũng như là bố bác Hạnh cũng bị cộng sản đấu tố, cũng như quý vị ở trong này biết bao nhiêu người có anh em, có thân nhân đã bị chết vì cộng sản rồi. Cái thù nhà chúng ta chưa trả và nợ nước cũng chưa trả được. Tôi bây giờ thì về hưu rồi, tuổi thì cũng đã già rồi. Tôi với quý vị, chúng ta cũng bỏ nhiều thời gian ra để làm cái gì cho đất nước chúng mình, để trả cho xong cái thù nhà nợ nước. Đừng có vì cái tuổi già tôi bây giờ đau lưng quá. Ở đây từ đấy giờ tôi thấy quý vị đi ngang khập khạnh, toàn là khập khạnh không ạ. Ông thì đau lưng, ông thì đi khập khạnh, bà thì ho tới ho lui, toàn là người già không mà còn có mặt ở đây. Chúng ta, tôi xin quý vị như anh Thanh nói ở đấy, như bác Hạnh nói ở đấy, đoàn kết lại đi. Già chưa chết đâu, đoàn kết lại để chúng ta làm sự gì cho quê hương của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn ba người. Thank you.